Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Ma Sơn Chép Quỷ Nhân. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 3473, kế hoạch mới, phần 5. Tô Yên một mực quay đầu nhìn lại, gấp ở trong lòng, nói ra: "Tiền bối, nếu như ta bị nàng bắt được sẽ như thế nào? Giết ta sao?" "Đương nhiên, ngươi cho rằng nàng sẽ tốt lành để cho ngươi sống sao?" Tô Yên trầm mặc một lát, thấy Vô Cực Quỷ Vương đuổi đến gần hơn, cắn răng nói ra: "Tiền bối, nếu như thực sự trốn không thoát, ngươi liền để ta xuống đi, ta không thể lây lụy ngươi." "Ngươi cũng rất có nghĩa khí đấy." Bất chợt sau lưng truyền đến thanh âm của Vô Cực Quỷ Vương: "Không cần thiết cứ mỗi lần thấy ta liền bỏ chạy như thế chứ. Ngươi vì sao không cùng ta đánh một trận thử coi? Ta biết những ngày này ngươi đã tiến bộ rất nhiều." "Ta tin ngươi cái quỷ ấy." Diệp Thiếu Dương cũng không quay đầu lại. Ngay lúc Vô Cực Quỷ Vương sắp đuổi tới, một đạo bóng xanh từ đằng xa bay tới, chính là Đạo Phong. Nhìn thấy tình thế trước mặt, ngay tại chỗ cũng có chút mộng bức. Diệp Thiếu Dương vừa mới thông qua Tuyết Hoa Mã Não Giới truyền cho hắn ba tín hiệu ngắn. Đây chính là tín hiệu bọn hắn đã ước định trong trường hợp khẩn cấp nhất. Cho nên Đạo Phong một khắc cũng không dám trì hoãn, lập tức lần theo phương vị của hắn đuổi tới. "Trên lưng ta chính là Cửu Thiên Huyền Nữ." Diệp Thiếu Dương chỉ kịp hô lên một câu như vậy, Đạo Phong đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó lập tức minh bạch, thả người hướng Vô Cực Quỷ Vương bay đi, cũng không quay đầu lại mà nói ra: "Đi tìm Lão Diêu." "Lão Diêu?" Diệp Thiếu Dương nhất thời không có kịp phản ứng là ai, cũng không biết hắn nói Diêu là cái gì. Dù sao chạy trước rồi nói: "Ngươi cẩn thận chút nha." Diệp Thiếu Dương chiếu cố một câu, xoay người chạy tiếp. "Đạo Phong, đó là Đạo Phong." Tô Yên ngồi tại trên bả vai của hắn, lộ ra dáng vẻ rất kích động. "Ta lần trước đã gặp qua hắn, hắn cho ta một bức họa, ta chính là nhìn cái này mới đột phá cảnh giới." Tô Yên suy nghĩ một chút, nói tiếp: "Chúng ta không lưu lại giúp hắn sao?" "Suy nghĩ nhiều rồi, không ai là đối thủ của Quỷ Vương, cộng tất cả mọi người lại cũng không phải." "Vậy thì Phong Thần có thể bị nguy hiểm hay không?" "Hắn có thể chạy thoát được." Đối với Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương không lo lắng. Mặc dù liền xem là hắn thực lực cùng Vô Cực Quỷ Vương kém một bậc, nhưng nếu như trong lúc nguy cấp vẫn có thể bỏ chạy. Một hơi thở chạy hết tốc lực khoảng nửa giờ đồng hồ, Diệp Thiếu Dương cũng thở hồng hộc. Sau đó nhìn lại đã sớm không thấy tăm hơi của Vô Cực Quỷ Vương đâu nữa. Về sau, Đạo Phong thông qua Tuyết Hoa Mã Não Giới phát một đoạn tín hiệu cho Diệp Thiếu Dương, biểu thị chính mình đã an toàn. Diệp Thiếu Dương lúc này mới buông xuống Tô Yên, vẽ lên hai tấm ẩn khí phù phân biệt dán trên thân của hắn cùng với Tô Yên, sau đó ngồi tại dưới một thân cây nghỉ ngơi. "An toàn rồi sao?" Tô Yên không yên tâm hỏi. "Tạm thời." Tô Yên đứng dậy nhìn bốn phía một phen, lẩm bẩm nói: "Đây là khu vực nào vậy?" Bốn phía tất cả đều là núi non chập trùng, khắp nơi đều là rừng cây, cảm giác vắng vẻ hoang tàn, không ai biết ở đâu. Lại nói, trước đó Diệp Thiếu Dương một đường chạy trốn, căn bản không có phân biệt phương hướng, chỉ nhằm phương hướng có đường mà chạy. Bây giờ đã sớm mất phương hướng mất rồi. Tô Yên lấy ra điện thoại di động, muốn nhìn một chút định vị trên bản đồ. Kết quả không có tín hiệu. "Vừa rồi thật sự là mạo hiểm, Vô Cực Quỷ Vương lại muốn giết ta. Thật sự là nằm mộng cũng không nghĩ ra sự tình như thế này." Diệp Thiếu Dương nghiêng sang liếc nàng một cái: "Làm sao ta nghe khẩu khí của người còn giống như là đang rất kiêu ngạo đúng không?" "Đương nhiên, trên đời này có thể bị Vô Cực Quỷ Vương bận tâm có thể có mấy người đây?" Tô Yên ngoẹo đầu nhớ lại một hồi, có chút hưng phấn nói tiếp: "Cái bộ dáng của Vô Cực Quỷ Vương là của Nhuế Lãnh Ngọc sao?"
Diệp Thiếu Dương có chút ngạc nhiên nói: Người biết Nhuyễn Lãnh Ngọc? Đương nhiên, chuyển thế quỷ đồng, người nào mà không biết. Năm đó Diệp Thiếu Dương chính là vì nàng trùng quan nhất nộ vì Hồng Nhan, dám cùng thiên hạ là địch, nhớ tới đều làm kích động lòng người. Diệp Thiếu Dương cười nói: Chuyển thuyết đều quá khoa trương rồi. Tô Yên nhớ tới cái gì, tiến lên nắm lấy cánh tay của hắn, nói ra: Tiền bối, người là trải qua, lại là hảo huynh đệ của Diệp Thiếu Dương, người nói cho ta biết lúc ấy như thế nào nha. Diệp Thiếu Dương đến cùng dáng dấp như thế nào, có phải là rất xấu hay không? Xấu? Đúng à, ta nghe qua một tin đồn, nói Diệp Thiếu Dương kỳ thật rất xấu, cho nên nhớ lấy Ngọc về sau coi trọng hậu khanh. Nói hiêu nói vượn. Diệp Thiếu Dương nổi trận lôi đình: Này, tuyển bối người làm sao lại tức giận như vậy? Ta trực tiếp nói cho người biết, Diệp Thiếu Dương rất đẹp trai, so với hậu khanh đẹp trai hơn nhiều. Đẹp trai cỡ nào? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói ra: So với Ngô Gia Vĩ ta đẹp trai hơn nhiều. Tô Yên cẩn thận chu đáo nhìn qua hắn một hồi nói ra: So với người đẹp trai hơn có phải rất bình thường không? So với người xấu hơn mới là không phổ biến. Diệp Thiếu Dương nghe vậy liền muốn té xỉu. Tô Yên nhìn qua hắn đột nhiên nhíu mày nói ra: Tiền bối, người thật giống như dáng dâm có điểm rất giống với Tiểu Mộc. Có đúng không vậy? Hắn xấu như vậy chỗ nào mà giống ta? Diệp Thiếu Dương hơi cúi đầu một chút nói ra: Người có thể đừng nói mấy chuyện vô dụng thế này không? Nói chính sự đi. Ngươi là Cửu Thiên Huyền Nữ, lúc này ngươi phải tiếp nhận sự thật này đi. Tô Yên hít sâu một hơi nói ra: Trước đó thời điểm chạy trốn, ta trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, tựa hồ như thấy được một chút. Không đúng, phải nói là nghe thấy, giống như là thanh âm nào đó, nhưng lại không phải dùng lỗ tai để nghe. Thật khó để hình dung về loại cảm giác này. Thật giống như là một thanh âm nào đó ở phía xa gọi về ta. Nàng nhún vai nói tiếp: Không cẩn thận lên thành Cửu Thiên Huyền Nữ rồi, cảm giác này tựa hồ cũng không có tốt như vậy. Ta bây giờ muốn biết ta phải làm gì. Muốn làm gì tạm thời ta cũng không biết, dù sao việc này cũng không cần nóng vội. Trước tiên ta phải đảm bảo an toàn của người đã. Ta cũng không nghĩ Quỷ Vương làm sao lại để mắt tới người nhanh như vậy. Chuyện này vô cùng kỳ quặc. Tạm thời cục diện an toàn cũng làm cho Diệp Thiếu Dương ổn định lại tâm thần, cẩn thận suy nghĩ lại những điểm đáng ngờ trước đó mà hắn chưa có thời gian để nghĩ qua. Thứ nhất, Vô Cực Quỷ Vương vì sao có thể đi vào nhân gian? Là chân thân hay là hóa thân? Nếu như là hóa thân, nàng vì sao dám theo đuổi chính mình? Nếu như là chân thân, nàng vì sao không sớm động thủ với mình mà phải chờ đến tận hôm nay? Thứ hai, nàng xuất hiện cũng thật đúng lúc. Sau khi mình vừa tìm ra Tô Yên là Cửu Thiên Huyền Nữ, nàng lập tức xuất hiện. Nàng làm sao biết được tin tức này nhanh đến như vậy? Diệp Thiếu Dương càng nghĩ càng đi vào bế tắc. Vấn đề thứ nhất không có lời giải. Nàng không thể nào là chân thân, cũng không thể nào là hóa thân. Đến mức vấn đề thứ hai, đơn giản khiến cho Diệp Thiếu Dương xuất ra mồ hôi lạnh cả người. Vô Cực Quỷ Vương sở dĩ có thể xuất hiện đúng lúc như vậy, chỉ có một khả năng: nàng vẫn luôn tiềm phục tại bên cạnh của chính mình. Sở dĩ không có động thủ đối với chính mình, đại khái chính là có một nguyên nhân nào đó. Rất hiển nhiên, đối với nàng mà nói, Cửu Thiên Huyền Nữ càng trọng yếu hơn. Cho nên sau khi chân chính Cửu Thiên Huyền Nữ xuất hiện, coi như không hoàn toàn nắm chắc bắt được nàng, nhưng vẫn là lập tức xuất thủ. Dù sao Chu Thần Chi Lực là uy hiếp lớn nhất đối với nàng tại trong tam giới, mà Cửu Thiên Huyền Nữ chính là hết thảy kiếp nổ này. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến đây vô cùng sợ hãi. Hắn suy nghĩ sâu xa càng thêm sợ hãi hơn. Nếu như Vô Cực Quỷ Vương một mực ở tại bên cạnh mình, vậy rất có thể những chuyện riêng tư mà chính mình cùng những người khác đàm luận, những kế hoạch kia đều bị nàng biết rồi. Bằng chứng cho thấy cái suy đoán này trước đó, nàng đối với Kiều Tiên Huyền Nữ cùng hai vị nhân thần quan giả kia chẳng thèm ngó tới. Trước đó Diệp Tiêu Dương cũng suy nghĩ qua,
vì sao vô cực quỷ vương một điểm động tĩnh cũng không có. Mắt thấy nhân thần quan bị tuyển ra cũng không hành động gì. Bây giờ xem ra đại khái là người ta đã sớm biết bọn hắn đều là giả. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.